Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Bố Cơ Mốc. Hiện tại thì nhà mình đang ở thị xã Kỳ Anh. Trưa nay mình sẽ ăn cơm tại quán Tân Sơn Quán này. Trên đường đi qua thì mình thấy rất nhiều xe ô tô rẽ vào đây ăn, cho nên nhà mình đã chọn cái quán này để ăn trưa. Mình đi vào đây. Trong này thì quán mình thấy là cũng rất là mát các bạn. Người ta có những cái chòi ở ven một cái ao thôi, nhưng mà rất là mát. Đây, mình sẽ đi vào trong quán và ô tô trong quán, khách trong này rất là đông. Đây, ô tô biển Hà Nội và biển Hà Tĩnh 38 ăn ở đây, khách rất là đông các bạn ạ. Chòi nào cũng kín khách hết rồi, ngồi rất là mát. Trưa nay thì nhà mình sẽ ăn uống đơn giản thôi, vì mấy hôm nay ăn uống hải sản nhiều quá rồi. Kia đây, hai bạn lớn với bạn bé nhà mình đang ngồi đợi trên một cái phà, rất là mát. Đây thì nhà có cái bàn này, ngồi đường này như hơi nắng nhỉ. Ngồi đây được, mát. Hay ra bàn đây. Ừ. Đậu được, ngồi đây nhỉ, cho nó mát. Tí nữa có quạt đấy mà. Đây là quán này, khu vực quán này các bạn này. Có các cái chòi. Đây là các cái chòi lá. Trưa nay thì mình chỉ ăn cơm canh lá rang với thịt luộc rồi, ăn uống đơn giản. Sau những ngày ăn chơi mệt quá, no quá rồi, nên trưa nay ăn uống nhẹ nhàng. Quay qua một cái không gian quán một chút, nhà mình thì ăn tại một cái bàn dưới cái tán cây này. Lúc đấy thì họ bố trí trong một cái nhà mái tôn, nhưng nóng quá thì ra ngoài này ăn cho mát. Đây là bữa cơm trưa tại quán Tân Sơn Quán, thị xã Kỳ Anh của gia đình nhà mình. Hôm nay thì mình ăn rất đơn giản thôi, canh lá rang nấu với lòng gà các bạn nhé. Ở đây có món gà đồi rất ngon đấy, hôm nay mình thấy người ta bê ra, nhưng mà mấy hôm nay nhà mình ăn nhiều quá rồi, nên ra hôm nay chỉ muốn ăn đơn giản thôi. Canh lá rang nấu với lại lòng gà này, nhà mình ăn thịt ba chỉ luộc này, có cà pháo ăn cùng này, có dưa chua này. Bạn bé nhà mình vừa thích ăn trứng quá nên gọi thêm một đĩa trứng nữa. Bữa trưa hôm nay nhà mình ăn đơn giản thế này thôi. Mời các bạn ăn cơm trưa cùng gia đình nhà mình nha. Mình sẽ ăn thử cái miếng dưa này xem có ngon không ạ. Chua chua rốt, ăn với thịt luộc rất ngon các bạn ạ. Mình ăn miếng cà nữa. Cà mặn lắm không ạ? Hả? Cà hơi mặn các bạn ạ. Nếm thử với bác một chút canh lá rang. Anh ra nấu với lại nước, cái này chắc là có nước luộc gà nữa, với lại lòng gà cũng rất ngon, chua chua. Chi phí cho bữa ăn hôm nay của nhà mình là hết 210.000 các bạn nhá, với những cái món ăn mà mình vừa mới quay cho các bạn ấy. Đây là một cái quán ăn chủ yếu là khách quen họ đến thôi. Mình vừa nói chuyện với chị phục vụ ở đây thì chị bảo là đây là quán ăn thì chỉ khách quen đến thôi, chứ còn khách mà như mình thì khách du lịch ấy thì ít lắm. Mình hôm nay đi thì vô tình thấy các cái đoàn xe người ta đi ô tô, người ta rẽ vào nhiều quá thì mình rẽ theo. Đây, các bạn nếu mà có những cái chuyến du lịch đường dài hay đi qua thị xã Kỳ Anh trên quốc lộ 1A thì có thể đến địa chỉ quán này. Địa chỉ thì mình sẽ để chi tiết ở trên phần mô tả cho các bạn xem, các bạn tham khảo. Nội dung video hôm nay mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé.